Xin chào anh em xe khách vn.com và hội những người yêu xe. Hôm nay mình đang có mặt ở Bình Triệu để giới thiệu cho anh em một con xe, đó là Mobihome Limousine 20 giường VIP. Và đây là gương mặt thân quen của chúng ta, anh Khánh Thaco. Anh Khánh Thaco quay mặt lại đây các ơi. Và đây là bộ phận nội thất của xe. Xe được trang bị 20 chiếc kính massage cho anh em. Anh em có thể thấy mình sẽ đi một vòng xe cho anh em xem trước nha. Thật sự rất là đẹp, kèm theo hệ thống loa cũng nghe khá là ấm, cho mình chỉ khá là ấm. Đây là tủ lạnh nha. Đó, trong này mình có thể đựng nước nè, đựng chút có hút đâu nè. Mỗi giường của chúng ta sẽ được trang bị một cái tivi. Tivi này mình nhìn vô khoảng cỡ 16 đến 21 inch thôi, không hơn đâu. Đây là một đèn ngủ này. Ví dụ mình đi mà mình có thể kéo rèm lại. Đó. Khi mình ngủ mình kéo rèm lại, nó không phiền đến ai nha anh em. Đây. Khi mình đi mình ngủ mình có thể kéo rèm lại. Mỗi người sẽ nằm riêng một phòng riêng biệt và không chở ai phiền đến ai. Dao của cái giường thì cũng mình cũng chưa biết cái chất lượng nó thế nào. Anh em đây. Đây các bạn nhấn nút này. Thì cái đèn này nó sẽ sáng với tắt. Đó, thấy rồi các bạn thấy chưa? Đó. Còn đây là hình như đèn tivi. À, sẽ được trang bị cổng sạc cho các bạn. Các bạn đi xa thì không lo về điện thoại hết pin nha. Đó, xe trang bị cổng sàn. Đây là khay đựng nước, đây khay đựng đồ bánh. Các bạn ăn bánh rồi là có để. Đây, ở đây cũng đang bị thêm một cổng sàn nữa. Rồi, giày dép của các bạn thì các bạn chỉ cần đây kéo ra. Đó. Đó, các bạn kéo giày dép bỏ trong này rồi kéo lại. Rồi bây giờ mình có thể ngủ thì kéo lên lại nha. À, rồi giờ mình kéo lên lại. Rồi mình kéo lại. Vậy là mình sẽ bắt đầu một hành trình đi. Ngồi mình có thể nghe nhạc, sẽ được trang bị tai nghe nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì chưa khi nào mà giao xe thì mới có tai nghe được. Đây là hệ thống điều khiển massage cho mình đi trên xe nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi tiếp thêm một vòng xe nữa. Khá là chói vì chưa kéo rèm nên khá là chói nên không có rõ. Đây là phần táp lô xe. Phần táp lô xe thì cũng như mọi chiếc xe Thaco bình thường thôi. Thiết kế của táp lô thì khá là thể thao, theo mình đánh giá thì đẹp, nhưng mà phần đồng hồ thì mình không ấn tượng cho lắm. Đây, đó cho các bạn xem nha. Ở đây mình sẽ trang bị thêm một cái tủ đựng đồ, đó, để đựng đồ của nhà xe. À, mình giới thiệu thêm các bạn đây là cái xe nó đỡ nóng hơn, các bạn có thể tăng giảm điều hòa theo tùy chọn của mình. Đây các bạn có thể xem da rất là êm, da rất là êm nha. Trời ơi, các anh nào mà có chưa có vợ có con mà vô một cái phòng riêng vậy mà kéo lại mà xem phim thì gọi là quá hay.
rồi mình đã giới thiệu cho các bạn một chiếc xe hiện tại trên thị trường đang rất là hot, đó là Limousine 20 Vip. Xin cảm ơn các bạn đã lắng xem.